Thiền xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Ngày hôm nay quay trở lại thăm hai cha con của bé Ngân. Thì sau một thời gian thì cũng có quay phim, cũng lúc trước cũng có giúp đỡ gia đình một số tiền đó. Thì nay cũng thay mặt cô Duyên An thì tới đây tiếp tục để hỗ trợ cho gia đình này. Con mới đi học về hả? Dạ. Ơi, đi học về giống con trai cũng bụi đời quá vậy. Chưa có quần áo mới luôn hả? Có kìa. Có không? Có. Hôm trước chú có mua cho bé vậy? Mua 3 bộ. Mua 3 bộ hả? Sao này mặc đồ cũ vậy? Nó gì hết không á. Mũ ơi, nó còn một đống tôi giặt không á. À. Bữa nay nó biết sao đi móc dưa chú ở nhà, đi cuốc rồi nhà nó... Hôm nay giữ dịch luôn á, mà con sợ con giữ dịch ở nhà chút nữa thằng hôn ấy, chút nữa đi trễ. Ừ. Rồi nói chuyện đi. Đi móc dưa bữa nay. Dân nắng tối ngày luôn. Lúc này còn dân nắng không? Còn nè, đi móc dưa nè. Đi móc dưa đó hả? Ừ, tôi về nó đi học rồi. Mới về nãy nè. Dân nắng người tóc cứng ngắt luôn vậy. Ngắt luôn. Chớm vừa đầu luôn. Đi quạt gió quạt. Ờ, hôm trước cho tiền đó có mua được gì không chú? Mua được quần áo mới hả? Có mua rồi sắm đôi giày, đồ cũng đôi giày 100.000 đó. À. Mua đồ cũng đủ chưa hả? Dạ. Có đi ra tại nó không mặc cái đồ mua. Ờ. Rồi con muốn nuôi vịt hay nuôi gà? Con muốn nuôi vịt. Vịt đẻ hả? Cỡ 100 con hả? Ừ. Cho nên đi chân nắng tối ngày đen hình dung. Thì ngày hôm nay Thiện tới đây cũng thay mặt cô Duyên An gửi tới cho gia đình là 200 đô la Mỹ. Thì cô cũng có gửi tiền cho con đi học nè, tiền mua quần áo mới với lại tiền để mua vịt, mua gại nuôi nha. Rồi 4.6 triệu gửi cho con nha. Cảm ơn. Cảm ơn cô Duyên An. Cô Duyên An ở bên Mỹ đó giúp đỡ cho con. Ở đây là nuôi vịt rồi gạo xung quanh hết là gia đình lo được ha? Được, vì vòng vòng đây mình bao lưới á. Dạ. Bao giờ dùng qua đây cái mình thả. À, cái phần tiền này cô gửi cho đó là chú lấy ra 500.000 để mua quần áo mới cho bé Ngân. Với lại còn bao nhiêu thì mua vịt, mua gài đó nuôi, rồi mua lưới đồ bông xung quanh lại nha. Rồi, thì hôm sau con tới đó thì con cũng muốn thấy những cái con vịt rồi đó mình nuôi đó. Chứ bây giờ mà cho là không phải để xài nghe, hồi này cho để mua vịt nuôi. Rồi sau này có chứng thì bán. Thì mời đi đặt đi. Dạ. Chịu không con? Chịu. Thì thời gian tới con cũng thay mặt anh Phong ở bên Mỹ đó, anh cũng có gửi tiền về cho con để giúp cho hai cha con xây cái nhà vệ sinh. Để cho cháu nó đàng hoàng chút. Cũng cảm ơn. Nói chung thì bận ở đây bây giờ nói chung thì nắng quá trời mình không nổi. Yeah. Sáng cuốc ra ngoài nắng cũng bằng kiểu muốn giọt vẻ đó. Ghê lắm. Nắng năm nay quá trời nắng luôn. Ở nhà đi móc dưa nè. Ăn nấm miếng đi. Thôi được anh để con ăn. Con mới móc đi học là phải mặc quần áo mới nghe chứ không phải mặc vậy nghe. Gái thì lớn rồi. Có giày dép gì mà ăn chưa? Có giày mua kìa 100.000 kìa. Có dép này phải mặc đồ mới nha. Bữa nào học 2 buổi hả? Có 1 buổi hả? Buổi hả? Học buổi chiều hả? Dạ. Buổi chiều. Bữa gần nó lớp 5 là buổi chiều không à. Rồi năm sau con học lớp 6 rồi con đạp đi đâu học? Cần Nhung. Cần Nhung à. Rồi vậy nghe chú. Nhớ là mua vịt nuôi ha. Với lại mua lưới gạo xung quanh lại nha. Rồi cái này cũng mua mới gạo rồi, còn chưa mua chừng các 30 kg nè. Dạ, thì sau này con lại đây con quay phim mà làm toilet rồi cho gia đình đó. Thì lúc đó con quay vịt này kia cho cô coi luôn. Dạ. Vịt thì đặt chắc khoảng cả chừng nửa tháng có hả? Nó không tới đâu, nó tới 20 ngày nữa. Hai mấy ngày? Thì nó tới 25 ngày nó mới nở. Đặt, mình đặt trước 25 ngày bắt. Chứ đầu vịt đẻ này, vịt mái này, mình ốp mái mình phải đặt trước nó trong vòng 20 ngày. Dạ. Yeah.
Thì Thiện cũng thay mặt gia đình của chú Mười Chỉ đây với bé Ngân cảm ơn cô Duyên An đã gửi tiền về cho hai cha con có điều kiện để nuôi dịch đẻ. Sau này có tiền thì bé Ngân có điều kiện nó đi học. Cảm ơn nha, nhớ nha, mai mốt không có mặc đồ rách gì nữa nha. Cái này là có tiền mua đồ mới rồi đó, và cái này bỏ ra để dành mặc ở nhà thôi. Nó không biết sự dạng người ta tối ngày gì đó, dân nắng trôi ngày ra tối nào cũng gì à. Thì con thích làm gái hay làm trai? Không biết. Thôi trong ý con thích làm gái hay trai? Con không nói. Nó tính làm cầu thủ. Dạ. Đá banh. Thích đá banh không? Trời. Đá banh. Nó thích đá banh đó. Vì chơi nhìn nó trai trai chứ sau này là con gái là nó đẹp rồi đó. Nó phải nó chạy nó đi với người ta đi. Nó chung là nó lặn lội tối ngày luôn, mình không hiểu được. La nó cỡ nào cỡ rồi la rồi tối ngày đi ngoài đường không người, một ngày nó ở nhà chưa được đứng tiếng hồ nữa. Dù nếu mà ngày Chủ nhật hoặc là nó không đi học là một ngày không được một tiếng hồ nhà. Yeah. Qua cô Cẩm Lệ bánh á, một hai qua cô bánh nó cũng thương nó lắm. Nói chung là cô thầy hôm rồi nó cũng mua giấy bảo hiểm cho nó luôn. Yeah. Bảo hiểm học á, mua cho nó rồi luôn đó. Coi như cô hiệu trưởng ở trường cấp 1 nè. Yeah. Mua cho nó bảo hiểm rồi luôn. Nuôi cỡ 100 con không con? 100 con. 100 con này con giữ dịch rồi khỏi đi học luôn. Sợ con không? Con bị tới nghỉ hè mà còn có 2 tháng nữa nghỉ hè. Nghỉ hè được bao lâu? Nghỉ hè được 2 tháng, 3 tháng nữa. Đâu có đâu, đợt này nghe nó nghỉ hè có 1 tháng à. Dạ. Thì học tiếp nữa đó. Dạ. Rồi vậy nghe chú. Rồi, thời gian tới anh em cô mình nói chung là trợ giúp thì tôi cũng mang ơn nhiều lắm. Dạ. Vì nói chung đi cuốc hàng ngày nói chung là cũng không, cuộc sống nó cũng không đầy đủ không đâu. Đủ ăn à? Đủ ăn. Cũng mua gạo ha? Mua gạo ăn thì nói chung gài là chặt, nhưng mà đám tiệc cái nữa là không đủ đúng không á. Có khi mượn người ta. Đám mà đám mình nôn thứ một ngày ba bốn đám đó phải đi mượn tiền người ta. Dạ. Nói chung có những cái mới gài bị ba cái cúng này đi thôi. Có khi ngày 4 đám nữa. 4 đám hết 800 ngàn rồi. Đi cuốc hết 4 ngày rồi. Vậy là bị cấm mà đỡ tốn tiền đám à? Nó cũng nghĩ đãi biết mấy đám bãi đó. Không còn chết luôn. Nói chung là bị ba cúm này người ta không cho đãi đó. Dạ. Mình cũng đỡ nó đâu có mời. Có khi nó dơ thiệp rồi nó hồi lại. Nó không mời. Coi như nó không đãi đó. Là nó lại nó hồi mình. Dạ. Chứ không hồi cũng khẩm mà. Rồi vậy nghe, ngày mai có tiền rồi mấy cha con đi đặt dịch nha, rồi mua quần áo mới nha. Dạ. Rồi cảm ơn đi. Cảm ơn cô Duyên An. Nha, mai mốt nhớ làm gái đó nha, không làm trai nữa nha. Nói vậy đó. Dạ. Nó muốn làm con trai. Ở xứ này là dài hết xóm này ai cũng đều gan nó. Nói nhỏ này còn hơn con trai nữa. Nó lặn rồi lạnh lội đây quên tới sông luôn. Thằng cái này mà lội được luôn hả? Được luôn á. Ghê vậy. Ồ, tối ngày hụt nó chừng 3 tiếng hụt. Cắn cái chân con đó. Xong nó cá sấu nhiều đó, đừng có lội nữa nha. Cá sấu nhiều lắm á. Ừ. Mà nói nó cá sấu mà nó cũng ấy à. Hai căn lượt luôn hả? Bỏ con mà lớn tiếng dữ. Lúc học lắm rồi nghe. Thank you.
sao? Mày gớt xuống bạn vậy? Của mấy em bên đó đó. Bà con gớt xuống, bà con gớt xuống.